Hey yo, what's up? Xin chào các bạn đến với channel Trẻ Em Game. Và hôm nay chúng ta đến một cái thử thách cực kỳ là khó nhằn anh em ơi. Có thể coi là khá là bất khả thi khi mà hôm nay tôi phải sử dụng cái đầu óc của mình để mà sử dụng một cái khẩu súng người ta gọi là huyền thoại của Hitman rồi anh em ơi. Đó chính là một cái khẩu súng mang tên là M500. Với khẩu súng này, tôi tin chắc rằng anh em cực kỳ là phổ biến rồi. Đây là một cái khẩu súng có khả năng ngắm cực kỳ bá đạo. Ok, không phải làm nhảm thêm, chúng ta bắt đầu vào và tìm ngay cho mình khẩu súng M500 ha. Đây là một cái khẩu súng có cái tầm bắn với cái ống nhòm rất là đẹp anh em ơi. Hiện tại thì tôi chưa tìm được khẩu M500 ở đâu, thì tôi hiện tại là cầm tạm cái khẩu súng lục ha anh em ơi. Đây là một cái khẩu shotgun mình khá là yêu thích. Đây là một cái khẩu là bắn 2 viên anh em ơi. Ở trong bất kỳ mọi tựa game nào đều vậy, mấy khẩu shotgun là một cái khẩu rất là nguy hiểm, đặc biệt là cận chiến. Và cái điểm ưa thích của tôi đó chính là khi nào combo lên combo thường lệ ấy, tức là cái combo không phải là theo thử thách mà là một cái combo để mà chơi bình thường ấy, tôi đa phần đều sắm cho mình một cái khẩu shotgun. Nếu mà không phải là shotgun ở cái khẩu vị trí slot súng trường thứ hai thì chắc chắn đó chính là shotgun ở trên tay tôi như bây giờ. Đây là một cái khẩu định mệnh. Ok, bỏ qua. Làm gì mà gắt anh ơi, bị một tên ninja nó đột nhập ở trên đầu anh em ơi. Hên thay là hôm nay là tôi đang muốn làm cái thử thách người ta gọi là cầm súng lục thôi, nên là chưa muốn sát sinh nhiều. Nhưng mà hắn ta có vẻ như khá là ưng bướng, định là chơi ninja với tôi anh em ơi. Ôi dồi, mai hả bưởi, con chó. Đó, mình đã bỏ qua cho hắn ta rồi, nhưng mà hắn ta còn láo ngáo đi theo mình thì chúng ta không thể thể hiện được cái người ta gọi là khoan dung độ lượng ấy, nhưng phải là đúng lúc, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Đối với các thể loại là súc vật học này chúng ta phải bắn ngay, không thì hắn ta sẽ giết mình ngay anh em ạ. Như vậy chúng ta cần phải nhanh gọn, linh hoạt và giải quyết thôi. Free Fire đang là một cái tựa game cực kỳ nổi tại Việt Nam, đặc biệt là ở các lứa tuổi khác nhau. Cấu hình thì không đòi hỏi nhiều, một cái máy cực kỳ đơn giản và easy nhất hiện tại, người ta gọi là máy cùi ấy, thì đều có thể cân được cái team là cân được cái tựa game này rất hay. Vì vậy mình khuyên anh em, nếu mà anh em máy mà cấu hình không cao ấy thì anh em nên chơi cái tựa game này. Mà máy cấu hình cao thì cũng chơi tốt chẳng sao cả anh em ạ. Anh em ngoài chơi bằng điện thoại ấy, anh em có thể chơi trên giả lập này, rất là nhiều cách thức để mà anh em có thể chơi được. Chứ vậy anh em đừng có lo nghĩ bảo là ôi cái điện thoại rồi làm sao chơi bây giờ. Đơn giản, ôi rồi đây rồi, M500 của em anh ơi, M500 đây rồi các bác ạ. Tin chắc rằng bây giờ là thử thách chúng ta bắt đầu rồi. Sau 2 phút loay hoay, cuối cùng tôi đã tìm được cái khẩu súng M500. Đây không phải là một cái khẩu súng gì gọi là hiếm quá, nhưng mà đôi lúc mình tìm cả trận có khi còn mới gặp được một lần anh em ạ. Còn phần đuổi, mặc dù là có một cái súng ngắm khá xa, nhưng mà so với cái khoảng cách và tầm bắn của cái khẩu M500 này thì tôi không muốn quá mạo hiểm nhiều. Đây có thể coi là một cái khẩu côn anh em ạ. Nó gần giống cái khẩu côn của các cao bồi miền Tây anh em. Anh em nào mà thích xem mấy cái kiểu giống như tôi ấy, tôi hồi bé tôi thích xem cái bộ phim hoạt hình đó chính là Lucky Luke đấy ạ. Xa quá anh em ạ. Lucky Luke đấy thì có cái khẩu thanh niên kia, là phim hoạt hình kia, là hồi bé là tôi rất là hay xem luôn. Không biết anh em nào mà thời thế hệ 9X được xem không, nhưng mà 10X thì chắc tôi nghĩ là anh em không biết được rồi. Anh em chỉ có thể biết được qua các tựa game hoặc là các bộ phim Hollywood ở bên đó làm về cao bồi miền Tây mà thôi. Ok, trở lại với trận đấu này. Sau một hồi lò dò, tôi cảm thấy là hắn ta ở hơi xa anh em ạ. Chúng ta quyết định là tiếp cận nhé. Hôm nay là chúng ta sẽ hóa thân thành một nhân vật mang tên đó chính là Hitman. Chúng ta có nhiệm vụ đó chính là chỉ có sử dụng khẩu súng lục và cố gắng lấy top 1 mà thôi. Hiện tại thì không biết là top 1 hay là top sấp mặt thì tôi chưa biết được, nhưng mà đang rất là cố gắng anh em ạ. Chạy bo liên tục, tóm lại là đi tìm cái khu vực nào đấy có người để mà làm thịt thôi. Nói chung là khá là khó nhằn khi mà cầm cái khẩu súng lục, nhưng mà với khẩu súng lục M500 này tôi tin chắc rằng anh em có thể hoàn thành cực kỳ nhiều thử thách khác nhau. Tại vì sao? Tại vì khẩu súng lục này khác hoàn toàn so với các khẩu súng khác. Đơn giản là nó có súng ngắn thôi, nó gần giống với cái khẩu là VNS đấy ạ. VNS thì nó lại thành một kiểu gọi là tiểu liên bán tự động rồi, hoặc là súng trường bán tự động ngắm từ xa rồi. Nó không thể coi và ví dụ như đây là một cái khẩu M500 được. M500 chính xác là một cái khẩu lục mà chúng ta có thể gọi nó là một cái khẩu côn đi, không hề sai gì cả. Đơn giản là được lắp thêm cái nòng bắn rất là bá đạo. Súng thì sử dụng cái đạn rất là bá đạo, đó chính là đạn tiểu liên, chẳng khác gì một cái khẩu gần giống một cái khẩu súng trường đi, cứ tự tựa như vậy ha. Nó rất là mạnh anh em ạ. Mà anh em thử biết rồi. Đưa anh em nó đéo biết cái gì luôn anh em ạ. Hắn ta đang mải ngắm chả biết cái gì luôn.
một pha hết shot là 105 điểm. Ai bảo ít đâu ạ. Một lấy khẩu M500 có chí mạng quá cao luôn. Đáng để chúng ta chú ý và sử dụng cái khẩu súng này. Giống như nhiều anh em thường bảo là hay coi thường cái khẩu giống như là khẩu VSS ấy. Khẩu VSS tôi thấy rất mạnh hơn đằng khác. Nếu mà anh em chỉ cần ngắm đẹp hay là ngắm trúng câu gì từ xa, tôi thấy khẩu VSS nó thực sự rất đáng gờm luôn. Giống như cái khẩu M500 chẳng hạn, mặc dù là khẩu VSS kia nó đạn đóm nó khác nhau một chút, nhưng mà M500 này với cái lượng đạn sử dụng cái đạn rất là to, thực ra bắn cực kỳ thấm. Anh em thấy là mấy cái pha bắn chí mạng vừa rồi nó chất lượng là sao đúng không? Hiện tại thì tôi chỉ còn 8 người thôi. Và tôi với cái khẩu M500 này đã kêu được hai thanh niên ngáo ngơ nào đấy rồi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nấp vào các vị trí để mà cố gắng giành top 1 đấy nhá. Anh em có thể thấy cái đặc điểm gì không ạ? Cái đặc điểm đó chính là cái bộ trang phục này. Bộ trang phục khi anh em nâng cấp cái gì nhỉ? Cái thẻ vô cực. Đúng vậy, khi anh em nâng cấp cái thẻ vô cực và làm nhiệm vụ ấy, thì anh em sẽ nhận được cái bộ trang phục rất là hay ho. Gái thì có bộ trang phục của gái, trai có bộ trang phục samurai. Nói chung là tôi thích bộ trang phục của gái hơn, nó cứ kiểu hở hở vòng một ấy anh em ạ. Nó nhìn rất là đẹp trai và cute. Chưa kể cái ba lô nhìn rất là khá là kinh dị chứ. Nó làm tôi liên tưởng đến cái bộ phim chưa có mặt, chưa người. Đây. Hít thở vào. Chúng một viên ạ, hai viên. Bình tĩnh nào. Khá xa anh em ạ, so với cái ống ngắm của khẩu M500 này xem ra là chưa thể hiện được cái tác dụng quá mạnh. Chúng ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Ôi rồi đang bắn, ôi rồi định mệnh. Ôi rồi headshot anh em ạ, một pha 94 điểm và headshot luôn thanh niên kia. Quá nhỏ thanh niên. Ok, chúng ta bú một chút cái hồi máu sau đây, chúng ta đến đây xem có gì không. Một pha tai nạn giao thông vừa xảy ra ở đây, rất nhiều mạng. Chúng ta lút xác xem thanh niên này có gì. Chúng ta đang kiếm tìm một chút gì đó là cứu thương chẳng hạn. Rất nhiều cứu thương anh em ơi. Đầy mất rồi. Mặc dù là đang ba lô 3 nhưng mà không đủ để mà cái chứa được cái đựng. Chứa đựng được cái rất là nhiều đồ thế này. Toàn là các shipper có tâm thôi anh em ạ. Hiện tại thì chưa tìm được cái phụ kiện gì đấy hay ngoài cái giảm thanh này. Quyết định là chạy bo và kiếm tìm top 1 thôi. Wow. Bộ trang phục này thực sự rất đẹp luôn anh em ạ. Mình ước rằng khi nào có một cái giải đấu của Free Fire là có truyền hình trực tiếp ấy, nó gần giống bên Liên Quân ấy, thì nó sẽ có các nhân vật cosplay các trang phục của Free Fire chẳng hạn, thì mình rất là chờ mong cái bộ trang phục của Free Fire nó được cosplay, đó chính là bộ trang phục này. Bộ trang phục này tên gọi là gì thì tôi không biết, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là gợi cảm luôn. Thế đặc biệt là ở ngoài đời thì càng tuyệt vời hơn. Nói đây mấy ông lại bảo tôi dâm dê. Điều đó là không phải. Ai chẳng muốn nhìn ngắm cái đẹp đúng không nào? Con gái thì mặc đẹp để làm gì? Đương nhiên là để con trai ngắm. Thứ nhất là con trai ngắm, thứ hai là đi so kè với cái bọn nó ghét đúng không nào? Kiểu như là người ta bảo rồi, con gái ấy khi mà có cái gì mới ấy đều muốn gọi là gì ta? Đều muốn giới thiệu cho, không phải giới thiệu mà gọi là khoe thì đúng hơn. Đều muốn khoe cho tình địch của mình. Một là tình địch, hai là bạn, hay là người đứa đấy thích, hoặc là đứa nó ghét. Nó chỉ có hai thể loại thôi. Một là nó khoe với đứa nó ghét, hai là nó khoe với người nó thích. Con gái tôi nghĩ là chỉ có thế thôi. Ai mà con gái thì nhớ voi một phiếu để xem là có đúng không nào. Wow, cái bộ trang phục này đúng là rất là sexy và gợi cảm anh em ạ. 2 giây luôn. Vậy là chỉ còn 4 thanh niên thôi, tính cả mình là 5. Vòng bo đang khép lại khá nhanh. Thay vì ở ngoài và lơ lửng có thể bị headshot bất kỳ khi nào, thì tôi sẽ lựa chọn một cái nơi khá là kín đáo anh em ạ. Kín cổng cao tường luôn. Hoàn toàn là trái ngược với bộ trang phục mà tôi đang sử dụng. Một cái ba lô con cóc nhìn rất đẹp. Nếu mà cái ba lô này ở ngoài đời thì chắc hẳn là rất là nhiều chị em nào mà thích cái khoản kinh dị khá là ưa thích đây. Nói chung là khá là hợp với cái bộ trang phục này. Một cái bộ trang phục nhìn khá là ma mị anh em ạ. Chưa kể cả cái mặt nạ và các họa tiết khác. Nói chung là các skin, đúng rồi, các skin trang phục ra mắt ở Free Fire tôi đánh giá rất cao. Bên kia có một con đựa anh em ơi. Hít thở thật sâu nào. Hít vào. Và chuẩn bị nhắm bắn nào.
Tất cả từ phía đều có người anh em ơi. Headshot. Được rồi. Đấy, chạy rất nhanh anh em ạ. Cầm cái xe lam chạy rất nhanh. May là mình dùng giảm thanh anh em ơi. Mình dùng giảm thanh mình rất không lo bị phát hiện quá nhiều đâu. Headshot. Yes. Wow. Một pha vào đầu 106. Sát thương quá nhiều anh em ạ. Chưa kể một pha headshot. Hạ gục ngay đối thủ, bay mũ và hạ gục ngay đối thủ quá là bá đạo rồi. Ai bảo cái khẩu M500 này là yếu đuối nào. Quá là phi là khác anh em ơi. Ồ, có một con đựa kìa. Vậy là chỉ là một đối một anh em ơi, một đối một đây. Tôi sẽ cố gắng kết thúc hắn ta và hoàn thành cái thử thách này. Anh em đừng quên để lại một like, share video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đừng quên là mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều video Free Fire hơn. Anh em nhớ khích lệ mình bằng cách là like video này nhé. Và comment một cái điều gì đó củng cố thêm tinh thần cho mình và mong mình làm thêm các video khác nhau. Ok, ok, không làm nhàn thế thì tôi lấy tinh thần để bắn hạ hắn ta nào. Nhẹ nhàng. Top 1. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.